Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội cũng truyền tay nhau hình ảnh một bác bảo vệ đang đứng thu vé giữ xe tại trường Đại học Hà Nội. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bên dưới bức ảnh rất nhiều thông tin liên quan đến profile khủng của bác bảo vệ này được tiết lộ. Theo thông tin chia sẻ, ngoài khả năng trông xe chưa bao giờ mất thì bác bảo vệ còn sở hữu trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 cực đỉnh. Một cựu sinh viên của trường tiết lộ, trên thực tế bác từng là giảng viên dạy tiếng Anh trong suốt 10 năm liền và hiện đã về hưu nên đi làm bảo vệ vì đam mê. Song không chỉ có vậy, nhiều bạn còn chia sẻ từng chứng kiến vào lúc rảnh rỗi bác đọc cả báo tiếng Trung để giải trí, nghe đài tiếng Nga để cập nhật thêm thông tin và thậm chí là giao tiếp trôi chảy được với cả du khách người Pháp không khác gì người dân bản địa. Ngoài 4 thứ tiếng trên, có người còn khẳng định bác bảo vệ còn nói được thêm 3 thứ tiếng nữa, nhưng nhiều sinh viên cũng không nhận ra được là tiếng của nước nào. Đặc biệt hơn, một cư dân mạng còn tiết lộ bác có vợ là người Nga, gốc Triều Tiên, và có lẽ vốn tiếng Nga của bác cũng là học được từ bà xã của mình. Sau khi những thông tin về bác bảo vệ đẳng cấp này được chia sẻ, nhiều sinh viên của trường còn tranh thủ khoe trường là nơi ngọa hổ tàng long khi không chỉ bác bảo vệ mà ngay cả những cô lao công cũng có thể bắn tiếng Anh, tiếng Trung như gió, khiến không ít người giật mình ngạc nhiên. Để làm rõ những thông tin này, có lẽ sẽ phải đi sâu xác minh hơn nữa, nhưng việc các nhân viên trong trường có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ đã khiến cộng đồng mạng thích thú. Thưa quý vị, ngày hôm nay Sài Gòn chính thức gỡ bỏ một số biện pháp giãn cách. Hàng ngàn người dân ngoại tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung trước các chốt kiểm soát, mong muốn được trở về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ tối qua và chờ đợi xuyên đêm. Sáng nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức hỗ trợ phương tiện đưa họ trở lại quê nhà sau khi thống nhất phương án với các địa phương. Chốt kiểm soát dịch quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chiều qua, hàng ngàn người dân đã tập trung về đây. Hành trang mà họ mang theo chỉ đơn giản là quần áo hay những chiếc quạt máy cũ. Người lớn có, trẻ nhỏ có, và cả những người già, tất cả đều chung một mong muốn là được về quê. Như vợ chồng anh Minh, hành trang cho chặng đường về quê gói ghém trên một chiếc xe máy như thế này. Tiền bạc, tiền nhà cỏ, tiền này kia tao không có giảm đâu, rồi cứ đợi cái tiền trợ cấp rồi chết luôn, rồi em hai vợ chồng với còn hai đứa nhỏ dưới nhà nó mới được, chưa được một tuổi nữa, chứ hai cha mẹ còn ở nhà còn hơi già nữa, rồi chẳng lẽ ở đây rồi cha mẹ ở dưới còn không có gì ăn nữa. Nhưng mà em lớn với chồng em thì mình sống sao cũng được, không tội nghiệp mấy đứa nhỏ anh. Con em giờ mà không nói miệng cái nó sợ dữ lắm luôn anh ơi. 24 giờ vừa qua, đây là một cái dấu mốc không bao giờ quên đối với hàng ngàn người dân ở đây khi họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ với mong muốn được về quê. Mặc dù ở quê nhà của họ thì cũng không khá hơn 3 tháng liền, có người thì 4 tháng không việc làm. Mong muốn của họ là bây giờ có thể trở về quê và sớm ổn định lại cuộc sống. Mặc dù chính quyền địa phương và công an đã giải thích, thuyết phục người dân về lại nơi cư trú, nhưng những người dân vẫn không chịu giải tán, mong muốn được sang phía địa bàn Long An để đi tiếp. Trong sáng nay, sau khi liên hệ với các địa phương, lực lượng tại chốt đã lập danh sách, bố trí phương tiện đưa tất cả người dân có nguyện vọng về quê. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động xe hỗ trợ vận chuyển tất cả những người dân có mặt tại chốt về quê theo từng tỉnh. Với những người có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực thì không phải xét nghiệm tại chỗ, còn những người chưa có giấy xét nghiệm thì sẽ được hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Trời ơi, 8, 9 giờ rồi gãy cái giò, 70 tuổi rồi không ăn uống gì nãy giờ mệt chứ chết. Thấy là để đi về nhà, gặp cha mẹ anh em. Thì giờ về dưới em cần thiết về đó. Làm gì cũng được hết, bắt nhốt cũng được. Nếu mà giờ được cho em về, đưa em đi đâu cũng được. Bà con nào có nhu cầu về quê, theo sự sắp xếp tổ chức của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi sẽ mở cửa và lần lượt từng người bước qua xét nghiệm COVID. Sau khi có kết quả xét nghiệm COVID, di chuyển lên xe. Rời thành phố, những nỗi lo toan về công việc, về những khoản chi phí đắt đỏ không còn. Nhưng gánh nặng do đại dịch COVID-19 tạo ra sẽ vẫn còn đeo bám họ, không chỉ trên hành trình hồi hương. Đảm bảo cuộc sống cho những ngày tháng tới ở quê nhà có lẽ cũng không phải là dễ dàng gì. Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh người dân chen chúc trên các tuyến đường về quê được chia sẻ khắp mạng xã hội đêm qua khiến không ít người phải xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nên có nhiều phương án để đưa người dân về quê an toàn, đặc biệt là với những người và hộ gia đình đã bị kiệt quệ về kinh tế sau thời gian giãn cách kéo dài. Thực sự họ khổ lắm rồi, có lẽ nên tìm cách giải quyết hợp lý hơn, không trụ nổi nữa thì họ mới phải tìm đường về quê. Tập trung như vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh càng cao hơn nữa. Đường về quê bình thường gần như nay thấy xa quá.
các tỉnh có công dân của mình muốn về, xin hãy giúp họ. Đừng cùng rồi nên người ta mới như vậy. Đón họ về cách ly, mà đa số họ cũng đã tiêm 2 mũi rồi đấy. Lại có giấy xét nghiệm âm tính mới nữa. Xin hãy đón họ về, cách ly chứ nhìn xót xa quá không chịu nổi. Mong các cấp chính quyền xem xét điều kiện cần và đủ để di chuyển hoặc đăng ký với ai để được về quê nhà hoặc nơi thường trú. Tôi gia đình con nhỏ Hà Nội, kẹt trong thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng hơn rồi, tiêm đủ 2 mũi vaccine, thuê trọ không có công việc, cả ngày ở trong nhà, cứ như này thì không biết bao giờ được về nhà. Chịu không nổi, muốn đăng ký về quê thì đăng ký với ai để được địa phương tổ chức đưa về ạ? Sáng nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các tỉnh thành dùng xe buýt, ô tô tải đưa hàng nghìn người tự phát chạy xe máy từ thành phố về miền Tây ngay trong sáng ngày 1 tháng 1. Tôi rất vui khi đọc được tin này. Giúp đỡ cho bà con về quê theo nguyện vọng là quá tốt, nhưng song song đó cũng thực hiện phòng chống dịch. Chính quyền các tỉnh làm vậy rất hay, tôi đồng tình. Bà con ở lại cũng quá khó khăn khi các doanh nghiệp hiện nay chưa khôi phục sản xuất, không việc làm lấy gì mà sống. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ứng dụng PC COVID chính thức ra mắt, thay thế cho ma trận các ứng dụng theo dõi khai báo y tế được lưu hành. Ngay trong ngày đầu, ứng dụng này đã nhanh chóng đạt 1,8 triệu lượt tải về, khiến nhiều thời điểm gặp tình trạng quá tải. So với ứng dụng trước đó là Bluezone, số lượt tải này cao gấp 26 lần mức trung bình của tháng 9. Trên App Store, PC COVID đang là ứng dụng được tải về nhiều nhất Việt Nam. Còn trên Google Play, ứng dụng đứng thứ 2 ở hạng mục ứng dụng sức khỏe và thể hình và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Theo đại diện Trung tâm Công nghệ, do ứng dụng mới ra mắt nên ngày đầu sử dụng có thể chưa trơn tru. Một lượng lớn người truy cập cùng lúc nên có hiện tượng nghẽn. Từ sáng ngày 30 tháng 9, người dùng phản ánh một số hiện tượng như mã OTP gửi chậm, thời gian đồng bộ dữ liệu lâu, một số thông tin chưa được cập nhật đầy đủ. Trung tâm cho biết sau khoảng một tiếng, việc cập nhật đồng bộ thông tin đã hoàn tất. PC COVID có mặt trên App Store và Google Play rạng sáng qua, thay thế cho hàng loạt ứng dụng phòng chống dịch trước đây. Ứng dụng được trang bị 9 tính năng chính, thẻ COVID-19, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm, cấp quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, truy vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ và phản ánh. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong thời gian tới, ứng dụng sẽ được phát triển thêm các tính năng khác để thuận tiện cho người dân và phù hợp với chiến lược phòng chống dịch theo từng giai đoạn. Thưa quý vị, tối ngày 30 tháng 9, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về việc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có dấu hiệu nâng điểm trong hoạt động thi giúp một số học sinh đỗ vào lớp chất lượng cao đã gây xôn xao cộng đồng sinh viên. Cụ thể, theo bài đăng chia sẻ trong các hội nhóm ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một bạn học sinh cho biết có được đoạn video dài 47 giây, trong đó ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai giảng viên chấm thi vào lớp chất lượng cao. Trong đoạn video có những câu được coi là nói đến việc nâng điểm để cho học sinh vào trường như là con anh ấy điểm thấp không vào thì chết. Nhớ tên con anh này để tẹo chấm. Bạn này thì đỡ hơn, em sẽ cho điểm 5 hoặc 6. Có một trường hợp là cháu của anh thôi cho vào nốt đi. Thông tin được một bạn sinh viên chia sẻ trong group Facebook của trường, tuy nhiên thực hư thông tin này chưa được kiểm chứng. Trước những thông tin này, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên tiếng trên fanpage chính thức. Trường cho biết đã giao cho đơn vị chức năng tiến hành xác minh sự việc, tổ chức rà soát toàn bộ các công tác có liên quan. Nhà trường khẳng định nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính liêm chính học thuật, các hoạt động minh bạch, khách quan, công bằng và theo đúng quy chế.